Chào hết anh em nha. Thì bữa nay qua chiến tiếp nữa anh em ơi. Đây. Mồ hôi quá mồ hôi à. Đó, đã giăng lưới xong. Nó giăng hai khoảng lưới 8 phút. Nó giờ ra cắm bộ hồng, bộ hồng này bữa dính dính chó nè, anh em thấy hồng còn ten không? Đứt mẹ thì ấy luôn à, mấy con chó bự quá hay sao? Đi sao dưới đứt cong cái sắt hết. Bây giờ tiến hành mình cộng đường hồng mình đón mấy con chim nó đi coi. Rồi tiến hành cầm nghe anh em. Con chó này ra bữa đi cong cái cây sắt luôn nè, bà cha nó con chó chủ vườn, con chó ta đập cho chết. Quỷ ma đâu sáng nó ra nó má cho trời, bữa nay cho thơm thơm anh em ơi, đứt đứt hết khoen rồi nè. Em văn phòng tào lao bác xế, anh em đừng cười nghe. Văn bậy bạ chơi, em dùng mọi thủ đoạn để bắt chim mà. Nói văn phòng đó lại thấy khủng văn phòng nè. Đằng này thằng này đi bắt chim điếm kiểu gì mà nó văn thơ, nào là thòng nào là bắn ăn thun nguy tùm lum trơn đó em, chứ ai nói chơi chơi à, bắt được chim thôi chứ mục đích của lưới cũng bắt chim mà, mục đích của thòng cũng bắt chim mà, quan trọng là dính con chim là được. Còn chuyện còn lại có hay không không quan trọng lắm lắm anh em. Giăng lưới cũng muốn bắt con chim mà, giăng thòng cũng bắt con chim mà, con quắc thì cái tính của nó là tập tính của nó thì nó ưa đi bộ anh em biết rồi đó. Xong nè, con thòng đây bị chóng nè, treo cái lục lạc ở đây cho con chim dính thòng á, nó dãy á mình nghe đó. Chết mẹ, cao lên cao lên, đường chọn này cho sạch sạch xíu. Chết mẹ, học quạt bón kia để đi qua cái chòi lấy học quạt ra. Đây bà mẹ, thòng của em là tự làm tự chơi luôn à, đố ai bán được em 1.000 đồng thòng nè. Đây cộng thòng đây, đứt ở phải không, đứt tóm là quất đứt ở thà tóm lại là chơi à. Đây quá phải không, rồi xong gì đây. Thổi cho nó nguội đừng quéo đó, vậy là xong, tiếp thổi lò. Rồi vậy xong, giờ được bộ thòng. Nưng nưng luôn không? Đó, rồi ok. Nè cho anh em xem nè. Đó, dân đường thòng tàu lao bắt xé gì đó. Hay gì chứ cũng dính hoài à. Nó qua lợ á, dính tuốt hết chứ. Anh thấy không? Cũng nưng nưng nhai chứ, ba cái này nó xét mà tại lâu ngày quá rồi đó, xài thì nó sẽ xét chứ sao. Đó nè, xét xét cái kệ bà nó dính dính chứ. Chỉ con chó đi dặm mà không đứt được cái chống xét, chống sắn ha, đứt cái dây không đứt chống sắn ha. Mẹ con chó trà ná luôn á, đi sực kiểu gì mà máng ở đây được hay thiệt. Hồi bữa kia đó. Đó, rồi, ok. Rồi giờ lưới phên xong hết trơn ha anh em. Đây cái liệm nằm đây đây, đó. Chim dính mà chim nằm cái beng vô là chạy ra gỡ liền. Đó. Nưng nưng không? Đó nhưng mà được cái có một cái là từ cái lưới của em nè, cách cái đường nằm đó đó, anh em thấy trong clip vậy đó chứ, ở ngoài nó từ đó qua đó không được 10 mét nữa. Người chịu chứ sao giờ. Nó rồi giờ mình tiến hành mở máy thôi, lo với em cho quay tầm lại bậy bạ đó. Giờ quay hướng này đằng nữa đằng khuya khuya là đổi hướng nha em, đó máy móc phòng bọng nè. Rồi ok như vậy đi. Rồi cái gì thành quả hôm nay quay anh em cùng xem nha, anh em đón chờ với em nha. Đó liều của em mà đó, vừa hạ được con quắc luôn anh em ơi. Đây
anh em thấy cái chân nó màu đỏ đỏ là anh em biết bị dính cái gì đó ha. Em mới nghe con quắc nó kêu đâu đây nè, em đi ra thì mất tiêu không thấy. Cái nghe con quắc này nó nưa nưa chết mẹ không má, đã trúng đường thòng của mình nữa trời, con mẹ hết rồi. Đi đi, anh hồi lọ sữa đi, bỏ chim vô vỏ rồi quay lọ sữa. Giờ này là một mấy hai giờ anh em, một mấy hai giờ sáng rồi, cũng được mới rồi nè. Chứ để quay cảnh đi đánh chim mà không thấy cảnh cỡ chim trong lưới, không thấy cảnh bắt chim gì hết trơn, rồi nói đi đánh chim ai tin. Này giống chim đem theo chứ nói mua ai tin, này chắc cũng có chục hơn rồi đó. Phải không anh em, đi đánh chim ít nhiều là cũng phải quay được cảnh bắt được chim hay là gì. Nhưng mà anh em đánh, anh em chi đi đánh quá anh em biết rồi đó, con chim nó đâm vô là chạy đi gỡ liền à, chứ đâu có ai mà ấy. Có những con mà đi bộ về đó, anh em coi clip em anh em thường thấy á, là có con chim đi bộ về đó thì em quay, chứ chim mà dính trên lưới em ít khi nào em quay lắm. Thì nó đâm cái beng vô chạy chạy giết ra gỡ gỡ đặng rồi đem bỏ vỏ nằm im ru đó. Xong rồi đặng nó giết con khác nữa, chứ ngồi đó mà quay nữa thì sáng có mà đói há mồm luôn á, tại vì nó đâm có giờ có giấc đàng hoàng, chứ đâu phải nó đâm hoài đâu. Cứ mà đứng đó mà quay phim hoài là đói thiệt á. Thằng hồi nãy dính được một con, em bắn được hai con, bà mẹ tin. Không sao, đổi đi bị công rồi, sáng bẻ lại rồi. Ok hết anh em, thì coi nó đánh đây. Ok, trời là buổi sáng nha anh em, lon clip rồi treo nè. Đây, buổi sáng kết thúc rồi đây anh em, lưới nè. Quá trời mùa sương luôn à. Nó chì chứ lưới xuống kìa. Sáng đâm được con góc bên đó, cho anh em thấy lưới cục cục đó không? Sáng đâm được con bên đó. Nhiều khi anh em thông cảm ha. Tại vì bây giờ nó anh em thấy nè, đó, như vậy đi. Đó, rồi cái chòi em nằm đó đó, cái chòi em nằm đó đó. Đó thì từ đây ra lưới đây đó thì đâm cái beng em chạy ra em gỡ rồi, đâu có quay chim được. Nhiều khi anh em lên thông tin nói là hồi nãy đem chim gì theo hay là gì đó, em cũng chịu thôi chứ biết sao giờ. Thực sự là gỡ, cố gắng gỡ mà gỡ quay không được luôn á, tại vì nó đâm vô á không dám động đậy, không nhưng mà nhầm con em ra em gỡ thầm luôn á, em không bật đèn luôn á, tại vì sợ chim nó động. Mỗi lần cái có mấy con quỷ này nó về, cái lại về xung quanh nó ở đâu á không biết ở đâu nữa. Có con đầu tiên đâm á là nó về đâu, chắc đội đâu bên đây hay gì nè, về cho mấy cục này hay gì nè, không biết ở đâu nữa. Cái xe chạy ngay trên đường lộ đó này, xe chạy đây nè, cánh tung lên dính con đầu tiên, thấy mừng bụng rồi, tối làm được mới nữa. Còn sáng này mà không có xe chạy qua chạy lại ha, là em lượm được mấy con quắc đi bộ nữa, thì cho cái liều đây nè, em mở cái miệng liều sẵn rồi nè, thì đi bộ đây nè, em hùa ra là ba anh lưới liền, chứ chạy đường trời chứ khỏi á. Mà đúng là người tính không bằng trời tính, mà trời tính không bằng mấy ông chạy xe đó. Được như đây nè anh em, rồi bây giờ lên để em đặt cái máy lên cái đếm coi nhiêu con ha. Đồ báo cái ổ phim thì giết ra nó rơ hết trơn rồi, không còn cái gì hết trơn. Đếm thử coi nhiêu con. Để xích từ đây để cho nó dễ nhìn. Trời. Mình mãi như mèo ngao luôn. Đang mũi độc quá anh em ơi, nhức mắt nữa. Nhưng mà không đốt cho mũi là không chịu nổi luôn á. Không đốt cho mũi em nói anh em nó ngày ngặt hình như về uể oải cho mình là biết rồi. Bởi em để ý là ngủ sâu dưới đây mà uể oải. Để giấu chim. Để nhà ta thấy con chim.
Vừa hả chú? Chè là bớt tôi coi để tôi gặp kìa nè. Không phải là sợ người ta xin xỏ gì chim mình, nói chung là cái này cho người ta thấy cũng không hay. Có gì đâu, chuyện mình làm mình ăn không mình biết thôi. Chạy qua lỡ hoài rồi. Nó sáng nữa, đã nữa không? Xe cộ sáng chạy qua lỡ hoài gì đó. Bởi chim đi bộ vô đâu đi đâu. Thôi lùa đừng có hai con nữa là ngon cơm luôn á. Đếm thử coi nhiêu con thế nào. Thì đó như hồi tối em quay anh á, quay anh em xem đó. Thì máy móc em ở đây sao là mất cái gì nè. Đây nè, con này hồi tối là tao con em bắn được hai con, bắn được bên đây con với bên kia con đó, hồi tối anh em coi nãy đó. Tóm được hai con. Hai con nằm đây luôn trời. Nè, con này nè. Yêu nghiệt nè. Quốc già luôn nha anh em, lâu lắm rồi mới gặp lại được quốc già nè. Già nướng nưng luôn. Hai 3 4 5 6 7 Anh em có mua loa máy gì thì ủng hộ em. Vô coi giá cả coi hợp lý thì ấy 8 9 Ồ 15 con hả như trời. 10 15 hay 14. À, 14 con trời, phải gái thêm con nữa là bằng hồi bữa luôn rồi trời. Tại hồi bữa đó chim nó bị nín sao anh em, em không hiểu luôn á. Được tổng cộng là được 14 chú anh em ơi. Được 14 chú á. Đây. 14 con. Cũng êm. Cái giờ cái chuẩn bị cuốn lưới cuốn đồ về nhà nghỉ ngơi, nằm nhăn mũi quá trời khó chịu rồi anh em, mốt có đốt nhăn mũi để né chứ đừng để như em chết không hay, nhiều khi chết mà đầu không hay luôn. À anh em mấy nay thổi được nhiều không, chắc tháng này chắc mình tập trung ấy quá. Mắt xéo nghe ba nghe nó ba đấy kêu é é é é nè. Tối nó bay kiểu é é é é đó. Mà em chạy sao đánh nổi nữa. Mẹ tôi đánh nữa tùm lum tùm la cho nó chết luôn. Như bãi này đánh thì mắc xé nữa cũng được. Hôm nay là còn đường đây là dân thêm con mắc xé nó thì im. Mà đánh nó mệt quá. Chạy bãi đánh con này con kêu đuối lắm. Đây đó, được như đây. Giờ cuốn ta lưới nữa là cuốn ta lưới cuốn liều nữa là đi về là đẹp luôn. À, ở đây hồi bữa em qua đây em nằm đây nè, em đánh một ngày bên đây nè. Cái con quắc mà em nói mà mình dự đây nè, con quắc em nói mà em mày dính mà em quay phim, em để cái máy đây nè, xong cái em bấm em coi, em nhìn gì nè màn hình gì nè, cái đã quên quay luôn đó. Đó thì giờ giới thiệu anh em đó, bye bye nữa không, ngon là cành đào không đó. Rồi thôi cô em cuốn liều cuốn đồ dẹp đi về ha, là trên kia làm đi cà phê với ông Dượng coi. Rồi có gì qua anh em xem ha. Rồi thôi tạm biệt anh em, hẹn lại anh em video ngày mai nha. Chúc anh em chiến luôn đầy bao nha.